Vào thời điểm này, các đội bóng ở V-League đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2021, trong đó việc củng cố lực lượng là đặc biệt quan trọng. Câu lạc bộ Hà Nội mới đây đã chính thức chia tay hai ngoại binh là Ibukebe và Pape Oma. Tiền vệ Oma, người được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh chơi tốt nhất ở V-League, đã gặp chấn thương và phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian của mùa giải 2020, chơi 14 trận, ghi vỏn vẹn 2 bàn. Trong khi đó, chân sút người Pháp Ibukebe cũng ra sân 14 lần cho đội bóng thủ đô và có 5 pha lập công. Sau khi chia tay hai cầu thủ kể trên, câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn lại hai ngoại binh là Oloya Moses và Rimario. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cũng công bố bản hợp đồng rất chất lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới khi chiêu mộ thành công Hồ Tuấn Tài. Cầu thủ sinh năm 1995 sẽ gắn bó với đội bóng thành phố mang tên Bác trong 3 năm tới và vừa có màn ra mắt ở trụ sở đội bóng vào ngày hôm qua. Tuấn Tài được cho là sẽ hưởng mức lương khoảng 40 triệu một tháng và những đãi ngộ tốt cùng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong mùa giải 2020, chân sút 25 tuổi đã ghi 5 bàn thắng sau 17 trận đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thị trường chuyển nhượng của V-League ngày hôm qua đã có rất nhiều biến động. Bên cạnh những bản hợp đồng kể trên thì nhiều đội bóng cũng đã chia tay hoặc sở hữu thêm các cầu thủ mới. Điển hình như câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã chính thức sở hữu tiền vệ Huy Hùng. Câu lạc bộ Thanh Hóa chiêu mộ thành công Quốc Phương. Sông Lam Nghệ An ra hợp đồng với thủ môn Văn Hoàng hay Trần Hữu Đông Triều rời BKMX Bình Dương.